Cô Đông Phi xin chào các bạn. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em bài khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột. Trên tay cô là mặt phải của bài mũi khâu đột, áp dụng phần viền. Người ta gọi là khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột. Các bạn thấy mặt phải không có nếp gấp, ở mặt trái có nếp gấp. Và khi các bạn dán, các bạn dán như thế này cho cô, chỉ dán ở một đường dưới thôi để cô có thể dễ nhận xét cái bài làm của các bạn. Rồi, đây là bài đã được trang trí, các bạn xem qua. Các bạn thấy mặt phải không có nếp gấp, mặt trái có nếp gấp. Để thực hiện được bài này, các bạn cần chuẩn bị một quyển sách kỹ thuật khối lớp 4, kéo, bút chì, thước, keo, bút lông, chỉ màu, đồ xỏ chỉ, kim số 8, đồ ghim kim. Để trang trí, các bạn cần có bút màu, giấy màu. Ở bài này, các bạn chuẩn bị giấy tương tự như bài mũi khâu thường. Giấy có thước dài là 15 ô, rộng là 10 ô, có ô đi nhỏ nha các bạn. Khi thực hiện bài này, các bạn xỏ kim chỉ sẵn, một sợi các bạn gút sẵn cho cô, còn một sợi các bạn không gút để chúng ta đi lượt. Để thực hiện được bài này, các bạn thực hiện qua quy trình sau. Phần thứ nhất là các bạn gấp mép. Phần thứ hai, các bạn khâu lượt. Phần thứ ba, áp dụng mũi đột để đi viền. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện các bạn nhé. Cô sẽ thực hiện trên giấy lớn để cho các bạn dễ nhìn. Đây là tờ giấy của cô. Các bạn sử dụng thước, bút chì. Từ trên các bạn cắt xuống cho cô. Xuống tiếp cho cô là 2 ô hoặc là cm nha. Và chúng ta kẻ đường thứ hai, các bạn tiếp tục chúng ta gấp mép. Đây, các bạn sẽ coi cái đường phần gấp mép của cô nha. Đây, các bạn thấy cái mũi tên đi xuống không? Bước tiếp theo, chúng ta lấy thước, chúng ta đặt ngay đường kẻ thứ nhất ha. Chúng ta sẽ gấp mép, đầu tiên là một ô. Sau đó nâng cái thước lên, các bạn rút như thế này. Thì nếp gấp đầu tiên là một ô. Sau đó lấy thước đặt vào đường kẻ thứ hai. Đường kẻ này là hai ô nha các bạn nha. Rồi các bạn nâng cái mép giấy lên. Rồi các bạn cũng miết, các bạn rút. Thì các bạn sẽ có cái mép này là hai ô nha. Thì đây các bạn coi nè nha, cô ký hiệu. Cái phần có mép là mặt trái, cái phần không có nếp mép gấp là mặt phải, để cho các bạn dễ thực hiện. Rồi, từ cái nếp gấp phía trên, các bạn sẽ cắt xuống cho cô. Từ đây các bạn cắt xuống một ô và thêm hai cái ly nhỏ, các bạn chấm. Cắt xuống một ô và hai ly nhỏ, các bạn chấm. Sau khi kẻ, các bạn sử dụng kim chỉ, các bạn xăm cho cô khoảng cách. Mỗi khoảng cách như thế này là một ô. Rồi sau đó các bạn sẽ áp dụng mũi khâu lượt, có nghĩa là áp dụng mũi khâu thường nhưng không gút chỉ hai đầu nha. Để đi đường như thế này các bạn. Đây, đây các bạn thấy nè, đây sợi chỉ không có gút, đây sợi chỉ không có gút như thế này, gọi là khâu lượt. Rồi, từ đường khâu lượt này các bạn cắt xuống cho cô một ly nhỏ. Các bạn lấy thước, các bạn kẻ nha. Và sau đó các bạn lấy kim, các bạn xăm khoảng cách. Thì mỗi khoảng cách này là hai cái ly nhỏ trong tờ giấy tập của các bạn. Đây, các bạn xăm khoảng cách hết cái này cho cô. Sau khi xăm khoảng cách xong,
thì chúng ta sẽ áp dụng mỗi câu đọt có hai loại câu đọt. Thì bây giờ nếu các bạn thích thì cô sẽ nhắc lại nha. Bạn thích mỗi câu nào thì cô sẽ nhắc lại. Ví dụ như bây giờ mình đi mỗi một màu ha, thì mình sẽ làm như sau. Hoặc là mình đi mỗi đột thưa nha. Rồi để cô sẽ hướng dẫn lại cách. Bây giờ được mỗi đột mà đột thưa đi ha các bạn. Rồi hiện nay đây là ở mặt trái. Các bạn sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên các bạn lên kim ở chấm thứ hai. Đây các bạn sẽ ghi một số 1 ở đây. Lên kim ở chấm thứ hai vị trí số 1. Từ mặt trái đi qua mặt phải. Sau đó ở mặt phải các bạn sẽ lùi 1. Đây 1, đây là một khoảng cách này các bạn. Ở vị trí số 2. Rồi ở mặt trái các bạn sẽ tiến lên 3 khoảng cách. Các bạn đếm 0, 1, 2, 3. Đây các bạn sẽ tiến lên 3 khoảng cách như thế này. Để các bạn đi. Và cứ thế các bạn sẽ được lặp lại. Ở mặt phải các bạn lùi 1. Mặt trái các bạn tiến 3. Mặt phải lùi 1, trái tiến 3. Phải lùi 1, trái tiến 3 cho đến hết. Và cuối cùng các bạn sẽ rút chỉ. Đó là cách đi của bài mũi đột thưa. Rồi. Tương tự như vậy đối với cách đi của bài mũi đột màu. Đây bước 1 các bạn cũng đi ở chấm thứ 2. Sau đó mặt phải các bạn lùi 1. Đối với bài mũi đột màu thì thay vì các bạn tiến 3 như bài mũi đột thưa thì các bạn chỉ tiến lên 2 khoảng cách thôi, bạn đếm 0, 1, 2 và các bạn chỉ tiến lên ở vị trí này thôi các bạn. Ha. Và cứ thế ở mặt phải các bạn lùi 1, mặt trái tiến 2, phải lùi 1, trái tiến 2, phải lùi 1, trái tiến 2, phải lùi 1, trái tiến 2 cho đến hết. Cuối cùng chúng ta sẽ rút chỉ. Rồi, rồi bây giờ chúng ta cùng thực hiện với cô nha. Giả sử như cái mũi khâu, mũi đột thưa này cô đã khâu xong rồi thì các bạn thấy mặt phải của nó nè, mặt phải của nó không có nốt gút. Mặt trái nè các bạn coi, mặt trái có nếp gấp và có gút ở hai đầu. Và sau khi đi xong cái mũi khâu chính màu đỏ này rồi thì chúng ta sẽ lấy tay kéo rút bỏ cái đường lượt đi nè các bạn. Đây các bạn sẽ rút bỏ cái đường lượt đi. Được chưa? Thì đây là cái bài làm. Nha, đây là mặt phải của bài. Nha, chúng ta áp dụng mũi đột thưa. Còn đây là mặt trái. Nha, chúng ta áp dụng mũi đột thưa để đi cái bài khâu viền này. Rồi bây giờ chúng ta cùng thực hiện với cô nha. Đây. Đây thì chúng ta làm. Nha, cái tờ giấy này là kích thước của các bạn đó. Đầu tiên các bạn nhớ các bạn quy định cho cô nè ha, cô nhắc lại lần nữa, phần này là mặt trái. Nha, mặt trái có cái gạch đó, chúng ta ghi chữ T. Rồi, mặt phải là cái mặt có ô ly đẹp ha. Và các bạn còn nhớ kích thước này là bao nhiêu không? Dài là 15, rộng là 10 các bạn ha. Rồi, giờ bắt đầu chúng ta. Đây, giờ chúng ta ở mặt trái nè. Các bạn cắt xuống nè. Đầu tiên các bạn cắt xuống 1 đúng không? Đây, đầu tiên các bạn cắt xuống 1. Rồi, sau đó từ đường kẻ thứ nhất các bạn cắt xuống cho cô 2 ô nè. Được chưa các bạn? Rồi bước tiếp theo, các bạn lấy thước, các bạn đặt vào đường kẻ thứ nhất. Đây các bạn nâng cái nếp gấp này lên. Các bạn vuốt nha. Rồi đây, chúng ta sẽ vuốt cái nếp gấp thứ nhất. Rồi, sau đó đặt thước vào cái đường kẻ thứ hai là hai ô các bạn nâng lên nha. Rồi các bạn sẽ gấp xuống như thế này. Rồi uốn ra. Nha, thì các bạn thấy nè, mặt trái có nếp gấp, mặt phải không có nếp gấp. Nha. Rồi bước tiếp theo, các bạn sẽ lấy cây bút chì, các bạn cắt xuống nè, đây là một ô và thêm hai ly nhỏ, được chưa? Rồi các bạn kẻ nè, nha, các bạn kẻ như thế này nha con. Rồi sau đó các bạn làm gì? Các bạn lấy cây kim. À, nãy cô nói các bạn là sử dụng kim một, không có bút chì. À, để chúng ta sẽ đi được không được tiếp theo. Rồi các bạn xăm khoảng cách nha.
Rồi ở cái đường này các bạn xăm khoảng cách là một ô nè nha, bạn coi ô nè, xăm khoảng cách một ô nha. Nha các bạn nhớ ở đây nó dài hơi dày cho nên là chú ý nha, kim các bạn đi thẳng xuống nè. Sau khi cô xăm khoảng cách xong thì cô sẽ áp dụng mũi khâu lược. Đây cô đi khâu lược, áp dụng khâu thường nhưng không bút chỉ các bạn. Rồi bắt đầu cô đi nè, từ mặt trái nha, bắt đầu cô lên kim qua mặt phải như này các bạn nha. Các bạn nhớ không bút chỉ và khoảng cách này khoảng là 5 cm các bạn chừa ra. Rồi bây giờ mặt phải nè các bạn, ở mặt phải xuống kim nha. Rồi các bạn rút như thế này được chưa? Mặt trái thì các bạn lên kim được chưa? Mặt phải là xuống kim, cứ thế các bạn thực hiện cho đến hết các bạn. Sau khi ở đến phần cuối cùng rồi thì cái phần dư các bạn sẽ lấy kéo các bạn bấm như thế này. Đây. Và nhớ là không cắt sát nha. Thì cái bước này người ta gọi là khâu gì các bạn? Khâu lược. Ha, giữ cho mép vải hoặc là mép giấy nó không bị chạy ha. Rồi bạn thấy nó nằm im như thế này rồi. Rồi thì lúc này chúng ta sẽ áp dụng mũi đục thưa hoặc đục mau để đi đường khâu chính. Rồi bây giờ từ cái đường khâu lược này các bạn, sẽ cắt xuống cho cô một ly nhỏ. Đây, ở đây nó có hai cái ly thì các bạn chỉ cắt xuống một ly thôi nha. Các bạn lấy cây thước các bạn kẻ cho cô một đường nha. Rồi sau khi kẻ xong rồi thì các bạn tiếp tục lấy cái kim các bạn xăm khoảng cách cho cô là hai cái ly nhỏ nha. Đây cô lấy luôn cái kim này, kim này cô đã xỏ xong rồi để cô đi tiếp đường tiếp theo luôn. Sẽ xăm khoảng cách, cái này đi đường khâu chính cho nên khoảng cách của mình chỉ là 2 cái. Nha, và cô đã xăm khoảng cách để cô khâu đường khâu chính. Rồi bây giờ cô sẽ áp dụng mũi khâu, mũi đục thưa ha các bạn ha. Rồi cô sử dụng kim này có hút nha các bạn nha. Rồi bắt đầu các bạn coi nè, đây là mặt trái các bạn nhớ nha, mặt trái là mặt có nếp gấp nha. Chúng ta thực hiện nè, đầu tiên hồi nãy chúng ta lên kim ở chấm thứ mấy, thứ hai nha. Các bạn lấy kim nè, các bạn xăm từ trái các bạn lên kim ở chấm thứ hai. Đây các bạn sẽ thực hiện lên kim ở chấm thứ hai như thế này. Đây các bạn rút, rút sát. Rồi sau đó mặt phải các bạn lùi một, đây các bạn sẽ lùi một như thế này. Chúng ta dựng cái sợi chỉ lại nè nha, để cho cái sợi chỉ khi nó chạy nó không bị rối. Lại đây chúng ta không đi nữa nha. Rồi bây giờ bước cuối cùng là mặt trái, các bạn sẽ rút chỉ cho nó không bị xuất ra ha. Thì rút chỉ cô chỉ lại lấy kim xỏ ngang nha, cái đường khâu này nha. Chúng ta sẽ tạo thành một cái vòng nha, các bạn thấy tạo thành một cái vòng nhỏ thôi. Nha, đây các bạn lấy kim xỏ từ dưới xỏ lên cái vòng đây, rồi xỏ từ dưới xỏ lên vòng nha, các bạn kéo từ từ. Rồi thì như vậy là chúng và các bạn là thắt nút chỉ. Rồi lấy kim xỏ thêm một lần nữa nha các bạn. Đây các bạn sẽ thắt nút chỉ. Rồi như vậy là cái phần thắt nút của chúng ta đã làm xong nha. Rồi sau đó chúng ta lấy cái phần kéo chúng ta cắt sát. Rồi
bây giờ đây thì ở đây là cái mặt phải nè các bạn. Thì cái đường màu đỏ là đường khâu chính. Cái đường màu xanh lá là đường khâu lược. Ha, sau khi khâu xong rồi thì chúng ta lấy cái tay này, chúng ta kéo cái đường khâu lược ra nè. Tùy theo các bạn thích trang trí kiểu gì thì các bạn. Ví dụ như cô muốn trang trí là xe chạy trên đường như thế này. Nha, thì cô sẽ thực hiện cho bạn xem nhé. Rồi, bây giờ cô sẽ vẽ cái hàng cây xanh. Rồi, sau khi có cây xanh rồi thì cô sẽ vẽ tiếp là xe chạy trên đường. Những khoảng cách đều nhau ha, những khoảng cách đều nhau nha các bạn nha. Và sau đó các bạn có thể trang trí thêm để bài làm chúng ta thêm sinh động. Thì đây là cái phần tiêu chí đánh giá của bài này. Sau khi xem xong clip này ha, các bạn có thể nhờ ba mẹ chụp hình gửi Zalo cho cô theo số hiển thị trên màn hình. Bài làm đến đây đã hết. Xin thân ái chào các bạn. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.